chính trị bên ngoài tương đối thuận lợi. Từ năm 1985, chúng tôi đã đọc được trên báo Nhân dân về phong trào Glasnost và Perestroika ở Liên Xô do Gorbachev chủ xướng. Về phương diện tư tưởng, đó là sự thay đổi quan trọng và rất sâu sắc trong chế độ Cộng sản. Vì trước đó, Cộng sản không bao giờ nhìn nhận mình sai lầm và không bao giờ chấp nhận phê phán lãnh tụ và phê phán đảng. Ai phê phán đảng đều bị cầm tù. Đảng chỉ cho nêu ra hiện tượng sai lầm nhỏ của viên chức cấp dưới theo kiểu cuốn truyện Những câu chuyện ở huyện của Liên Xô và ở Việt Nam. Nguyễn Mạnh Tuấn dựa theo để viết cuốn Cù Lao Tràng. Họ lý luận bản chất của đảng luôn luôn trong sáng, có sai lầm chút đỉnh là do đảng viên cấp thấp. Giờ đây ở Liên Xô đã cho phê bình vào hệ thống tổ chức và quản lý. Sai lầm tổ chức và quản lý không phải là sai lầm hiện tượng nữa. Vì theo đường lối tập trung dân chủ, tức chế độ độc tài đảng trị, hệ quả tất yếu là tổ chức sẽ cồng kềnh nặng nề quan liêu, uổng phí tài nguyên và quản lý luộm thuộm quá nhiều hệ cấp. Trong hệ thống đó, một viên chức cao cấp muốn giải quyết vấn đề kinh tế, xã hội có lợi ích cho nhân dân cũng không làm được. Việc làm ở Liên Xô đã có ảnh hưởng đến Việt Nam. Nguyễn Văn Linh từ khi ra khỏi chánh trị bộ trở lại bí thư thành ủy Sài Gòn năm 1985, kỷ niệm 10 năm cái gọi là giải phóng Sài Gòn. Linh đã đưa ra nhiều nhận xét tiến bộ. Tôi nhớ điểm y phê bình về chính sách đã chỉ nhận vào đại học những học sinh kém còn có đảng viên. Y đã viết, tại sao 10 năm chúng ta vẫn còn tiếp tục kỳ thị với con em của những người chế độ cũ và hứa sẽ đẩy mạnh việc bỏ lý lịch trong các kỳ thi tại Sài Gòn là nơi y chịu trách nhiệm. Linh cũng đề cập đến những sai lầm trong việc quản lý kinh tế trong nền kinh tế chỉ huy. Y chưa dám nói đến chủ trương một nền kinh tế thị trường, nhưng thành ủy Sài Gòn đã tổ chức một số cơ sở kinh tế dựa trên thị trường và luôn luôn được báo Tuổi Trẻ đề cao như là một sự thành công lớn. Điều này ngược với chủ trương của Hà Nội. Báo Tuổi Trẻ của Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn, báo Thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được xem như tiếng nói của thành ủy và cá nhân Nguyễn Văn Linh, chứng tỏ Linh chưa đủ mạnh và muốn dùng báo chí là một hình thức chuẩn bị ủng hộ đường lối của y. Cộng sản càng thất bại, người dân càng khổ và càng đói nhiều hơn. Nhưng muốn đánh bại Cộng sản phải có một lực lượng có tổ chức hùng hậu. Lực lượng đó chưa có. Thực tế, người quốc gia chưa hình thành được với chính sức mạnh tập hợp của mình. Thời đại hiện tại, muốn tổ chức lượng quân sự mạnh, phải có nhiều tiền và phải được các cường quốc giúp đỡ. Và chắc chắn là các cường quốc, kể cả Mỹ, đã không còn sử dụng lá bài quân sự. Với lá bài kinh tế và chính trị, Mỹ và Tây Phương đang thắng lớn trong chiến tranh lạnh với khối Cộng sản. Do đó, mơ tưởng một giải pháp quân sự đánh đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam chỉ là một ước mơ không thành sự thực. Thực tế, hơn 10 năm qua, cũng cho thấy tất cả những tổ chức nổi dậy đều bị Cộng sản tiêu diệt từ trong trứng nước bởi hệ thống công an và chính sách nhân hộ khẩu hữu hiệu. Tóm lại, tình hình Việt Nam được diễn tả như là một bên Cộng sản cầm quyền đã bất lực và bế tắc, nhưng đối lực chưa có. Đối lực tuyệt đối của người quốc gia chưa hình thành đáng kể. Do đó, những sự hình thành đối lực trong nội bộ của Cộng sản, dù đối lực này xuất phát từ bất cứ động lực nào cũng đáng kể. Những nỗ lực đó có thể từ sự bất mãn của mặt trận giải phóng miền Nam bị hất cẳng mất quyền lợi, từ sự tranh chấp quyền lãnh đạo chấp bu, từ mâu thuẫn do tính cách địa phương bởi cán bộ người miền Bắc tràn ngập hết các tỉnh miền Nam, khiến cán bộ miền Nam và cán bộ miền Nam tập kết bất mãn, từ sự thức tỉnh của những người thực sự muốn phục vụ xã hội trước kia họ tưởng là mô thức cộng sản chủ nghĩa là mô thức tốt để xây dựng một xã hội không có bất công. Trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ nếu tôi phải nhận những điều đã làm và phải viết lại những điều mình viết cũng không có gì đáng sợ hay đáng buồn. Tôi không chủ trương trực tiếp đối đầu như những người can đảm hơn, như Cha Luân, như Nguyễn Đức Điệp. Tôi vừa linh động đối kháng, vừa cố tránh né thiệt hại, xem đó như một trò chơi có tính nguy hiểm mà hấp dẫn. Cũng có thể xem đó là một cuộc du kích. Nhưng khi đã bể ra, cũng có thể nhận vì những điều đã làm, những điều đã viết không sai. Chắc chắn nhận sẽ ra tòa lãnh án. Điều đó dĩ nhiên không tốt đẹp gì, nhưng đã ở tù khá lâu rồi cũng quen. Những gì mất mát đã mất mát rồi. Những gì lo âu cũng đã vượt quá tầm tay. Gia đình không có tôi thì các em tôi vẫn đảm trách được.
các con không có tôi thì cũng đã khôn lớn. Giả lại, còn chế độ cộng sản thì ở ngoài đời cũng như ở trong tù, mỗi nơi đều có những khó khăn và sự nhục nhã. 5 ngày sau khi về đến trại thì tôi được gọi lên để trả lời cung. Chấp pháp là người trưởng toán áp tải sang và tôi từ trại Xuân Phước về, tên Ẩn, người miền Nam, tự giới thiệu là sinh viên luật khoa trước năm 1975. Mở đầu, Ẩn hỏi tôi: Chắc mấy hôm nay anh đã được biết lý do đưa anh về đây. Tôi trực tiếp nghi vào: Tôi biết, chắc là cán bộ cần hỏi tôi về tờ báo hợp đoàn trong trại Xuân Phước. Ẩn hơi ngạc nhiên về sự trả lời trực tiếp vào vấn đề của tôi. Hắn hỏi tiếp: Anh thật thông minh và dứt khoát, nhưng ngoài tờ hợp đoàn còn tổ chức dân tộc Việt của anh như thế nào? Tờ hợp đoàn tôi nhận có. Tôi chỉ có làm công việc đó trong trại, còn tổ chức lực lượng dân tộc Việt, tôi đã trả lời an ninh trại Xuân Phước, đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Ngô Giang Ly. Hắn dựng lên để báo cáo. Càng ngạc nhiên khi tôi nói thẳng ra là Ngô Giang Ly báo cáo. Ẩn nói tránh: Anh đừng đề cập tới Ngô Văn Ly. Mấy thằng anh thấy Hải Bầu đi làm việc, hắn đã nhận tội và khai tất cả rồi. Ngoài ra tất cả đồng bọn các anh như anh Sang, Ánh, Cường, Ngọc đều đã nhận tội. Anh là người cuối cùng. Ẩn đưa ra một sấp bản cung của những người bạn anh kể trên. Tôi tiếp tục ý kiến của tôi. Tôi phải nhắc đến Ngô Văn Ly. Đó là người trực tiếp báo cáo tất cả những chuyện này. Cán bộ cần lưu ý, đây là một việc xảy ra trong trại tù, và người báo cáo cũng là người tù. Chúng tôi sống với nhau quá lâu trong hoàn cảnh cực kỳ khổ sở, nên tâm lý của người thay đổi thường xuyên. Những đụng chạm cá nhân xảy ra hàng ngày, nên những chuyện họ báo cáo có cái thực, có cái không. Có người dựa trên sự thực nhỏ để dựng nên chuyện lớn, để làm hại người khác. Ẩn hỏi lại: Anh trả lời tôi lực lượng dân tộc Việt thành lập như thế nào và có những ai trong tổ chức? Tôi đã trả lời cán bộ cũng như đã trả lời tại Xuân Phước, không có tổ chức đó. Ngày tên tổ chức cũng là tên của một tổ chức chính trị có trước năm 75. Nếu tôi có tổ chức chính trị thì không có lý do gì lại lấy tên một tổ chức có sẵn. Ẩn nhắc lại: Anh không tổ chức lực lượng dân tộc Việt. Tôi đáp: Đúng. Và hắn ghi vào biên bản ở một hỏi đáp theo đúng thủ tục. Xong hắn hỏi: Ở trong trại anh chơi thân với những ai? Tôi chơi với nhiều người nhưng không có ai thân. Tánh của tôi là như vậy, tôi không muốn có bất cứ sự thân thiết gắn bó riêng từ nào. Quan hệ của anh với anh Cốt Sơ Biên, Trịnh Đình Lâm, Đoàn Phan Trí và Nguyễn Tú Cường ra sao? Đó là những người bạn thường trò chuyện với nhau vì ở cùng đội. Nếu ở đội khác, tôi lại nói chuyện với những người khác. Ẩn hỏi tiếp: Quan hệ của Trình Văn Sang, Vũ Văn Ánh và anh thế nào? Cũng là những người bạn trong tù. Chúng tôi ở cùng đội nhiều năm liên tiếp với nhau, nên dù không có thân thiết thì cũng hay trò chuyện với nhau. Anh đã từng vào Ủy ban Nhân quyền của Trần Văn Sang? Đó là một sự sai lầm của những người báo cáo không nắm rõ vấn đề. Trong Ủy ban Nhân quyền có Triệu Bá Thiệp trùng tên với tôi. Giả lại, Ủy ban Nhân quyền của anh Sang tổ chức ngoài đời sau khi tôi đã bị bắt. Ẩn ghi vào bản cung, tôi không thuộc Ủy ban Nhân quyền. Rồi hỏi tiếp: Còn lực lượng Việt Nam Tự Do thì sao? Tôi đáp: Lực lượng Việt Nam Tự Do là tổ chức của Vĩnh Hầu và Ngô Văn Vinh. Tôi cũng không có tham gia. Điều này tôi đã trả lời với chấp pháp khi mới bị bắt hơn 10 năm trước. Ẩn hỏi vặn lại: Cái gì anh cũng không tham gia, sao anh bị bắt? Tôi không biết. Tôi nghĩ là tôi là viên chức chế độ cũ và tôi chỉ yên chí ở tù vì tội đó. Ẩn nói: Sao anh cứ hay dùng tiếng tù trong khi anh là người cải tạo? Tôi hỏi lại hắn: Cán bộ tin là tù khác với cải tạo sao? Đối với tôi như nhau, cùng bị giam giữ một nơi, cùng làm lao động, cùng ăn tiêu chuẩn giống nhau, cùng mặc quần áo có đóng dấu và số như nhau, có khi cùng ở một đội nữa. Chỉ khác là một bên là tù có thời hạn, bên là tù không có thời hạn, nên không biết nghiệp gì. Tôi đã quen với lối hỏi vòng vo của chấp pháp, đó là phương pháp khai thác cá nhân người tù.
để kết tội nặng nhẹ một phần trên hành động vi phạm và một phần trên cá nhân người tù. Lúc mới bị bắt, tôi dè dặt không trả lời nhiều. Nhưng bây giờ đã hơn 11 năm rồi, tôi thấy không cần thiết phải dè dặt. Tôi biết một phần nó hỏi vòng vo để người tù miên man trong sự trả lời, rồi quạt về đề tài chính để đo lường sự lúng túng của người tù, mà đánh giá sự trả lời xác thực đến mức độ nào. Ẩn quay lại hỏi: Anh nói rõ cho tôi biết về nhóm hợp đoàn của anh. Tôi có viết một số bài cho tờ hợp đoàn. Ngoài ra, không có nhóm hợp đoàn. Tôi hỏi ai chủ trương, ai làm chủ nhiệm, chủ bút, tôn chỉ, mục đích tờ báo, ý nghĩa của tờ báo ra sao, anh trả lời từng tiết. Tôi đáp theo thứ tự ngược lại câu hỏi. Tên hợp đoàn do tôi đặt, sau khi tập trung một số bài nhạc anh em hát thấy hay, tôi viết thêm một bài nữa thì hình thành một tờ báo. Cần có cái tên, tôi đặt tên hợp đoàn. Ý nghĩa của nó chắc cán bộ cũng hiểu là tên gọi sự đoàn kết. Việc này thông thường thôi, ai cũng muốn kêu gọi đoàn kết cả. Còn tên thì không tên này thì tên khác. Dù tên nào thì đối với cán bộ cũng đều là phản động. Không có quy định chủ nhiệm, chủ bút gì cả. Ẩn ngắt ngang: Anh nói vô lý, tờ báo mà không có chủ nhiệm, chủ bút. Tôi trả lời: Gọi là tờ báo cũng được, gọi là một tập bài viết cũng được. Hoàn cảnh trong tù đâu phải ngoài đời mà cái gì cũng phải chính danh. Nếu gọi tôi là người chủ trương cũng được. Hắn nói: Anh xác nhận rõ ràng, có là có, không là không, không thể mù mờ. Tôi đáp: Vâng, tôi chủ trương hợp đoàn. Hắn ghi vào biên bản cung tôi là chủ nhiệm kiêm chủ bút. Xong hắn hỏi tiếp: Mục đích anh kêu gọi đoàn kết để làm gì? Tôi trả lời chung chung: Vì tình trạng chia sẻ quá nhiều nên kêu gọi đoàn kết. Còn để làm gì thì chúng tôi chưa nghĩ tới, vì có làm gì được khi chúng tôi ở trong tù. Các bài viết của anh, nhạc thơ đều nhằm chống lại chế độ, nói xấu chế độ. Anh kêu gọi đoàn kết để chống chế độ phải không? Cán bộ nghĩ, cán bộ sẽ làm gì khi bị nhốt hàng chục năm trong tù? Cán bộ có tin là người bị nhốt sẽ ca tụng chế độ đã nhốt mình? Những năm đầu, cán bộ ở trại cũng đòi hỏi chúng tôi mỗi lần phát biểu ca tụng chế độ. Chúng tôi có sợ mà nói thì cũng không phải là sự thật. Khi nói thì thật ngượng. Và có lẽ về phía cán bộ cũng thấy điều đó. Những thơ và nhạc làm trong tù đương nhiên là làm lén và nói đúng tâm trạng, ý nghĩ và hoàn cảnh của người tù. Ẩn không ghi những lời nói của tôi vào biên bản, hắn hỏi tiếp: Anh có nhớ những bài anh viết không? Lâu rồi, tôi chỉ còn nhớ đại ý thôi, không thể nào nhớ đúng hết được. Hắn xếp hồ sơ lại và nói: Bây giờ anh về suy nghĩ đi, để lần khác lên đây lần lượt viết lại. Trở về lại Xà Lim, tôi nhớ lại những câu trả lời yên chí bề nào của một lần công khai, đến đâu thì đến. 7 ngày sau, tôi lại được gọi ra hỏi cung. Chấp pháp mới, hắn giới thiệu hắn tên là Khang, người Bình Định, trước khi học văn khoa. Sau phần thủ tục, Khang đi thẳng vào câu hỏi: Anh đã đọc tập thơ của Phạm Đức Nhì chưa? Tôi là thi sĩ, tôi thấy thơ cũng hay lắm, nhưng dĩ nhiên là lập trường không đúng. Tôi nghĩ ngay, đã nhận là thơ hay thì đương nhiên hắn phải thấy những điều mà người làm thơ viết lên là đúng. Còn lập trường thì chắc chắn là không hợp với quan điểm chính trị của chế độ. Tôi đáp: Tôi chỉ đọc của Nhì một vài bài thôi. Nhì làm thơ hay, còn nguyên cả tập thơ thì tôi chưa đọc qua và cũng không nghe nói tới. Khang nói tiếp: Anh có nhớ Long Bô và bà già Trầu không? Tôi vừa ngạc nhiên vì Long và Tùng là hai người bạn tù đã về từ năm 1981. Anh Tùng là một thiếu tá biệt kích, có cha là một đại tá công an biệt cộng. Ông này trước kia là một công chức quan thuế của Pháp, theo kháng chiến từ năm 1945. Nhờ có cha là công an và nhiều thân nhân bên Cộng sản nên Tùng khỏi đi bắt. Trong trại tù, Tùng là người tù rất tốt với anh em đồng cảnh và rất đứng đắn giữ tư cách và danh dự. Làm đội trưởng nhưng không báo cáo và xu nịnh như các đội trưởng khác. Anh Tùng hiền lành nên Ngô Văn Ly đặt cho anh cái tên là Bà Già Trầu.
Tôi không hiểu Ly nó báo cáo những gì mà lôi cả những người cùng đội của chúng tôi từ năm 1981 và lại báo cho công an cả những cái tên gọi hàng ngày của họ như Lâm Bô, Bà Già Trầu, Hải Bầu. Chi tiết này càng khẳng định sự trở mặt của Ngô Văn Ly đối với anh em chúng tôi. Lúc đầu Ly chống cộng ồn ào và quá khích, nhưng không có lập trường về lý tưởng. Chống đối được khoa trương, đến khi bị bạn đồng cảnh hết tin tưởng, quay ra thù hận và cam tâm xoay cờ làm hại bạn bè. Giống như trường hợp của Đoàn Kế Tường, chống cộng nhưng ở tù đụng chạm anh em tù nhân khác, sinh ra thù hằn nhau. Khi ra về, bị Quỳnh Bá Thành xây dựng để viết phóng sự bôi bác tù nhân chính trị. Tôi đáp, Long và Tùng là những người cùng đội. Họ về từ năm 1981. Tôi không biết họ ở đâu và làm gì. Ở trong tù gần gũi thân mật, ra ngoài đời, mỗi người đều gặp những hoàn cảnh khó khăn riêng, không ai còn nhớ đến bạn. Khang đến về tình cảm của tôi, hắn nói, anh biết ngoài đời khó khăn, sao không cố gắng đi về? Tôi biết gia đình anh cũng khó khăn lắm. Khi nhận vụ án của anh, tôi rất khó nghĩ, anh đã ở tù 11 năm rồi, bây giờ chồng thêm án mới, bao giờ anh mới về? Qua hai lần hỏi cung của Ẩn và Khang, tôi thấy khác xa với thời kỳ đầu mới bị bắt. Lúc đó, cán bộ chấp pháp chỉ hỏi và không bao giờ chịu nghe một lời nói biện bạch của người bị bắt. Lúc nào cũng giữ một lập luận, bị bắt đương nhiên là có tội, bị đảng không bao giờ sai lầm. Đó là lý luận cố hữu của cán bộ cộng sản. Lúc đó, những lời nói tâm tình của chấp pháp với bị can là một mánh lới hồn. Giờ đây, tôi thấy sự thay đổi rõ rệt trong cung cách nói và nghĩ của Ẩn và Khang. Tôi rất tin là con người ít nhiều có lương tâm, đều thấy sự sai lầm của chế độ cộng sản. Nhất là những thanh niên sinh trưởng ở miền Nam lúc trước. Họ theo cộng sản, có người vì không thích chính quyền miền Nam, đi tìm một con đường phục vụ. Họ tin là cộng sản đúng, họ tin cộng sản là phương thức tốt nhất để phục vụ đất nước. Những người đó ngày nay chắc chắn đa số đã nhìn ra sự thật. Nếu họ được nói một cách công bằng đúng với lương tâm của họ, thì chế độ cộng sản còn tệ hơn những điều họ thấy từ các chế độ thuộc địa và chế độ cộng hòa. Nhưng mỗi người lại phản ứng một cách khác. Trừ những kẻ tiến sâu vào con đường danh vọng và quyền lợi phải bám lấy, bảo vệ và ca tụng chế độ. Đại đa số đều muốn thấy có sự thay đổi, nhưng hoàn cảnh chưa có ai đứng ra tập hợp thành sức mạnh để đẩy mạnh sự thay đổi, và từ sự thay đổi mạnh mẽ mới có cơ bùng nổ luôn một cuộc đấu tranh ít đổ máu để loại bỏ chế độ cộng sản một cách hoàn toàn. Tôi nghĩ là cần nêu lên một số ý kiến, nên không biết là những gì tôi đã biết trong hợp đoàn mà viết về các điểm sau. 1. Trong kinh tế chỉ huy, chính sách quản lý kinh tế được tóm gọn trong cuộc cách mạng quan hệ sản xuất, thực chất là nhằm để nhà nước nắm tất cả tài sản quốc gia và vô sản hóa toàn dân. Nền kinh tế đó qua 60 năm thử nghiệm ở Liên Xô đã thất bại. Thất bại chính là hệ thống quản lý và sự cứng nhắc trong các thủ tục điều hành. Chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng đi vào con đường thất bại đó. Ngày nay, các nhà lãnh đạo Cộng sản đã nhìn thấy một thay đổi quan trọng. Sự thay đổi kinh tế phải đi kèm với sự thay đổi chính trị. Không thể có một nền kinh tế uyển chuyển linh động trong một cơ chế chính trị độc tài, cứng nhắc và thư lại. 2. Tập trung dân chủ đi ngược lại luận lý thông thường. Đó chỉ là một chế độ độc tài, vì không thể nào có dân chủ khi tập trung quyền hành và quyền lợi vào một nhóm người. Dân chủ thể hiện qua sự bình đẳng của mọi người dân, và được luật pháp bảo vệ quyền bình đẳng đó. Dân chủ không có khi nào người dân được hướng dẫn và được ban phát từ thượng tầng chỉ huy. 3. Đấu tranh giai cấp là một quan niệm lỗi thời. Nhiều đảng cộng sản Tây phương đã phê phán và không hợp với truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thời đại ngày nay, sự tiêu diệt lẫn nhau là một chủ trương lạc hậu và bị lên án. 4. Trong cuộc chiến tranh ý thức hệ, thời kỳ chiến tranh lạnh, những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã tự đặt mình vào sự lệ thuộc với Liên Xô. Hiệp ước Hậu Tương 25 năm hợp tác toàn diện và tự nhận là mũi tên nhọn của xã hội chủ nghĩa là một sự sai lầm rất lớn. Quan niệm đó chỉ đem chiến tranh về cho tổ quốc và nhân dân phải chịu, đi ngược lại truyền thống yêu chuộng hòa bình và chỉ duy trì sức mạnh tự vệ của lịch sử dân tộc Việt Nam.
Tôi viết ngắn gọn những ý kiến của tôi, mỗi đề tài khoảng một trang giấy. Tôi muốn người cán bộ cộng sản họ bình tĩnh đọc và nghĩ. Tôi nhận tôi là người chủ chốt trong tờ hợp đoàn, Nhi và Ánh cộng tác, còn Sang tôi phủ nhận. Tôi thấy tinh thần làm việc của chấp pháp cũng kém hơn trước, miễn sao trình bày hợp lý là được chấp nhận, không truy cứu đào sâu để buộc tội nhiều người như trước đây. Trước khi kết cung, Khang có nói với tôi là hắn rất băn khoăn khi phải làm nhiệm vụ để buộc tội tôi, vì không thể nào án của tôi dưới 20 năm. Tôi đáp lời Khang là tôi chấp nhận hậu quả tôi đã làm, và tôi nghĩ những điều tôi nghĩ là không sai, và buộc tội tôi là buộc tội những việc sẽ xảy ra trong tương lai.